Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng D, đó chính là chiếc xe Nissan Tina quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, ở Nissan thì có chiếc xe Tina này hạng D, còn nếu như ở Toyota thì có chiếc xe Camry, Honda thì có chiếc xe Accord, Mazda thì có Mazda 6 đấy, cùng phân khúc sedan hạng C. Và thưa với quý vị và các bạn, đây là chiếc xe Nissan Tina được sản xuất năm 2009, sản xuất tại Đài Loan, nhập khẩu nguyên chiếc và là cái phiên bản 2.0 quý vị và nhá. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký từ cuối năm 2009, và chiếc xe này nó mới lăn bánh được 14 vạn km thôi quý bạn nhé. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 339 triệu đồng quý vị và nhá, và chiếc xe này chúng tôi không hỗ trợ trả góp nữa. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Tina 2009 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Tina 2009 nhập khẩu nguyên chiếc, tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu nè. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Nissan Tina 2009 nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan phiên bản 2.0 quý vị và bạn nhé. Ở cùng phân khúc hạng D thì chiếc xe, ví dụ như chiếc xe Camry Đài Loan hoặc những chiếc xe Nissan Tina Đài Loan này là option thì rất là nhiều rồi quý bạn ạ. Xe được trang bị khóa thông minh, đề nổ start stop, rồi cả vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Nội thất cũng là da, cruise control, camera lùi, cảm biến lùi, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, đầy đủ các option rồi quý bạn nhé. Ở cái phân khúc hạng D này thì option tương đối là nhiều rồi. Và quý vị các bạn xem về cái phần thân vỏ bên ngoài thì quý bạn biết đây ạ. Chiếc xe này là chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn quý vị bạn nhé. Không tai nạn, không ngập nước là cái điều đương nhiên. Và đấy là nước sơn nguyên bản của xe cũng còn rất là nhiều đây quý bạn nhé. Đấy, tôi quay sát lại cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị và các bạn thấy được là những cái nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Nhìn từ những cái góc thẳng này, rồi nhìn chéo từ các bên sườn là ta thấy được là cái nước sơn nguyên bản của xe còn rất là nhiều, rất là đẹp và rất là bóng bẩy đấy ạ. Những chiếc xe sedan hạng D như thế này vì sở hữu cái thân hình kích thước nó dài, tương đối là dài, cho nên là màu đen vẫn là màu đẹp nhất và sang trọng nhất quý vị bạn nhé. Đấy. Và so với những cái giá tiền thì quý vị bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Ở những chiếc xe Nissan này thì giá tiền là nó sẽ tụt nhanh hơn so với những chiếc xe Toyota. Đấy, cho nên là giá thành bây giờ rất là rẻ quý vị bạn ạ. Đấy, chỉ có 339 triệu đồng thôi thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng D nhập khẩu nguyên chiếc rồi. Đấy, nhìn về phần đầu thì quý vị bạn thấy được đấy ạ. Không tai nạn, không ngập nước gì quý vị bạn nhé. Đây rất là mới, rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị đèn này, đầy đủ từ đèn gầm. Và nhìn cái mặt ca lăng đằng trước này cho đến những cái viền chrome của đèn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và cái cụm đèn pha quý vị bạn thấy đây, rất là mới, rất là sáng này. Đấy. Bởi những chiếc xe này nếu như ngày trước mua nó cũng tầm tiền ngang nhau, khi tiền mua xe mới là nó cũng ngang với những chiếc xe Camry đấy ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Và về cái phần sau xe đây quý bạn nhé, đây là về cái phần ba đờ sốc sau. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì quý vị bạn thấy được luôn là xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi. Đấy, và cái phần bô này thì do chủ xe độ thêm thành cái bô đôi. Đấy, chủ xe độ thêm thành cái bô đôi cho nên nhìn nó rất là thể thao, rất là đẹp. Và cái cụm đèn sau cũng vậy ạ, cụm đèn sau còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, cụm đèn sau rất là đẹp. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe
từ 2009 chạy được 14 vạn thì cái dàn lốp này là cái dàn lốp chủ xe đã thay từ dàn lốp thứ hai nhé. Cả cái dàn lốp này là 2018 đây này, chủ xe thay 2018 mà nó còn dày như này đấy. Đấy, quý vị các bạn thấy chủ xe thay cả dàn luôn ạ. Cả một cái dàn lốp này thay từ 2018 mà đều rất là mới như này. Thì thấy được là chủ xe chạy cũng không nhiều, đúng không quý vị bạn? 2009 tính ra đến bây giờ thì cũng đã được chạy được 13 năm mà đồng hồ công tơ mét lăn bánh được 14 vạn, 14 vạn thì tính ra mỗi một năm chỉ chạy già một vạn một tí thôi. Đấy, cho nên cái dàn lốp thứ hai này nó còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, để từ 2009 đến 2018 thay một dàn và từ 2018 mà nó còn đẹp như này đấy ạ. Và cái dàn lốp này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cả cảnh báo áp suất lốp rồi các bạn nhé, có cả cảnh báo áp suất lốp rồi, xi nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu là gập điện rồi. Ở cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, táp bi cánh cửa này, keo chỉ là nguyên bản này, chúng tôi cam kết là nguyên bản hết ạ, keo chỉ nguyên bản này, từ táp bi này cho đến những cái ốc bản lề cánh cửa này, còn nguyên bản hết quý vị bạn nhé. Đấy, và option thì chiếc xe này rất là nhiều rồi. Đấy, từ vô lăng, cần số này, ghế điện nhé quý bạn nhé, ghế chỉnh điện rồi này. Đấy, nội thất da cao cấp, ghế chỉnh điện. Và ở chiếc xe Nissan Tina này thì được thiết kế rất là đẹp bởi kết hợp giữa từ táp lô, táp bi cánh cửa cho đến những cái phần yên ngựa kia. Đây quý bạn thấy đấy, kết hợp giữa vân gỗ và da rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái cánh cửa phía sau quý vị bạn nhé. Cánh cửa phía sau bên lái, keo chỉ là cũng còn nguyên này, táp bi cánh cửa này rất là mới này. Nội thất từ phía sau này thì cũng càng là mới ạ. Tại vì ở cái phân khúc hạng D này thì nó cũng thuộc cái phân khúc nhiều tiền rồi, cũng gọi là xe tiền tỷ rồi, cho nên là chủ xe đi cũng rất giữ gìn. Và đặc biệt thì quý bạn thấy đây ạ, đi rất là ít này, ghế da còn rất là đẹp này, và lót sàn da trải thảm 5D đầy đủ rồi quý bạn nhé. Đấy, 5D đầy đủ, vừa sang vừa đẹp. Đấy, và thưa với quý vị bạn, ở cái phân khúc hạng D này thì Nissan cũng đã trang bị cho chiếc Tiana này là cả cửa gió điều hòa cho hai ghế ngồi phía sau quý vị bạn nhé. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ bước lên xe cho quý vị bạn xem về cái phần phía sau này. Đấy, tất cả là còn đẹp và còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét này 14 vạn này, và vô lăng cần số này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Táp lô này, đấy, rất là đẹp. Đấy, toàn bộ cái phần option thì rất là nhiều rồi. Khóa thông minh, đè nổ, start top này, đầu DVD này, trên chiếc xe này có mấy đầu cơ, đằng sau còn có cả đầu nữa cơ ạ. Đấy, đầu DVD này, đầu này đầu CD 6 đĩa này, màn hình này. Đấy, vô lăng bọc da tích hợp các phím điều khiển này, cruise control này, đấy, từ 2009 mà những chiếc xe này đã được trang bị rất là nhiều option rồi. Đấy, từ những cái phần nỉ trần này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Tại vì là những chiếc xe này ở cái phân khúc sedan hạng D cho nên là chủ xe đi rất là ít và giữ gìn đấy ạ. Đấy, hạng D nó hơn hẳn những chiếc xe ở cái phân khúc hạng B, mới lại phân khúc hạng A, hạng B, hạng C. Hạng B thì chạy dịch vụ nhiều chứ hạng D này thì chắc chắn một điều là không có xe nào chạy dịch vụ rồi quý bạn ạ. Rất mới, rất là đẹp. Sau đây thì tôi sẽ tắt cái phần điện này đi. Đấy, để tôi sẽ ra ngoài, tôi sẽ giới thiệu cho quý bạn từ những cái phần cốp cho đến những cái phần phía sau và những cái phần còn lại của xe quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn, từ những cái phần trần này đều rất đẹp, rất mới. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, cái cốp sau rất là nặng luôn ạ. Tại vì ở những chiếc xe Nissan này là thân vỏ rất là dày, cho nên là động vào những cái gì nó cũng rất là dày và nặng. Từ những cái nắp cốp, nắp capo. Đấy, keo chỉ là còn nguyên bản này, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản này, không tai nạn, không có ngập nước gì cả đâu. Đấy, thảm sau này, cốp thì rất là rộng rồi, ở cái phân khúc hạng D cho nên là sở hữu thân hình dài, thân hình dài, kích thước rộng, cho nên là cái cốp nó rất là rộng đây quý bạn nhé. Và còn nguyên bản hết luôn này, nguyên bản từ những cái này là cái chủ xe lắp thêm, là lót thêm này. Đây là cái nỉ nguyên bản của xe này, mở cái nỉ này lên là có bộ phụ kiện này, kích này,
kích còn nguyên bản nhá, tại vì là chưa dùng đến kích vì lốp sơ cua cũng chưa hạ này, lốp sơ cua mới tinh chưa hạ, vì ở những chiếc xe nhập khẩu này thì là cái lốp sơ cua nó nhỏ hơn nên là ít người dùng đến đó, cho nên là nó còn mới tinh. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem nhé. Cánh cửa phía sau bên phụ đây ạ. Đấy, keo chỉ là cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, tắp bi cánh cửa cũng còn nguyên bản. Đấy, ốc bản lề này, nội thất sau này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2009. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, đây là cái cánh cửa phía trước bên phụ quý vị và các bạn nhé. Tất cả là cũng còn rất là mới, rất là đẹp này. Từ những cái phần keo chỉ này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản này. Từ những cái phần táp lô. Đấy, táp lô rất là đẹp như này đây quý vị bạn ạ. Táp lô này, cho đến những cái vô lăng, cần số này đều rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đấy, 14 vạn từ 2009, 14 vạn rất là đẹp này. Trần này, từ những cái phần nhựa, phần nỉ trần này, những cái này rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, đấy, thiết kế của chiếc xe Tiana, tức là ở cái phân khúc D, cho nên là rất là đẹp quý bạn ạ. Kết hợp từ những cái vân gỗ cho đến những cái phần da, táp lô, táp bi đều rất là đẹp. Và chủ xe cũng đã làm thảm 5D rồi, rất là đẹp, rất là sang quý bạn ạ. Đấy, nội thất da này, gần như cái ghế bên này cũng rất là mới đây. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên, còn nguyên và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nissan cũng đã trang bị cho phiên bản Tiana 2009 này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít quý vị bạn nhé. Đấy, và cái động cơ thì những cái phần động cơ này của người Nhật thiết kế thì quý vị bạn cũng đã biết rồi. Thứ nhất là bền bỉ, mạnh mẽ, rất là đẹp. Và cái ốc cabo đây quý vị bạn này còn nguyên này. Ốc cabo còn nguyên, keo chỉ cabo cũng còn nguyên luôn quý vị bạn nhé. Đấy, cabo này chúng tôi cam kết là không tai nạn. Đấy, không tai nạn, không ngập nước. Ốc cabo còn nguyên hết luôn quý vị và bạn ạ. Đấy, một cái động cơ này, ốc giảm xóc này cũng còn nguyên này. Xương đầu là còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ở cái phần đầu của chiếc xe Tiana này thì nhìn rất là kỹ quý vị bạn ạ, nhìn rất là rõ. Đấy, rất là rõ đây, từ những cái ốc nó còn nguyên hết như này đây. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn nhé. Đấy, và cái động cơ thì còn rất là mới, rất là đẹp vì chiếc xe mới lăn bánh được có 14 vạn km thôi, cho nên là cái động cơ này nó còn rất là đẹp. Và cái động cơ của Nissan, thương hiệu của Nhật thì quý vị bạn cũng đã biết rồi đấy ạ, rất là bền bỉ quý vị bạn nhé. Người Việt Nam mình là có cái tính ăn chắc mặc bền, hay sử dụng những cái gọi là động cơ của Nhật, hay ví như kiểu là nồi đồng cối đá đấy, rất là bền, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu đầy đủ cho quý vị và các bạn từ cái phần nội thất cho đến cái phần ngoại thất và cái phần động cơ của chiếc xe sedan hạng D nhập khẩu nguyên chiếc Nissan Tiana sản xuất 2009 này quý vị và các bạn nhé, đầy đủ rồi. Về chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn là không tai nạn, không ngập nước rồi. Đương nhiên là những chiếc xe chúng tôi không mua những chiếc xe lỗi rồi. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp. Và thưa với quý vị và các bạn, ở chiếc xe ở cái phân khúc hạng D này, nếu như mà chúng ta mà đi mua xe mới là những chiếc xe Tiana này, Nissan Tiana này, Honda Accord này, Toyota Camry này, Mazda 6 này, đấy là ở cái phân khúc sedan hạng D. Nếu như chúng ta đi mua mới, ngày xưa mua mới ở cái năm 2009 này, nếu như mua mới giá nó rơi vào tầm 48 đến 50 nghìn đô. Đấy, tức là nó cũng rơi vào tầm tiền tỷ rồi. Đấy, nếu như là mua mới nhưng bây giờ là sau những 13 năm sử dụng thì giá thành nó thay đổi rất là nhiều. Ở chiếc xe Nissan Tiana này thì giá nó chỉ còn như chiếc này là chúng tôi đang bán là chỉ còn 339 triệu đồng thôi quý vị bạn nhé. Đấy, vẫn cùng cái đời này, nhưng nếu mà bây giờ chiếc xe Toyota Camry thì nó có giá là phải tầm hơn 400 cơ quý vị bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 339 triệu đồng thôi. Đấy, bởi vì những chiếc xe Nissan này là ở cái phân khúc nó người Việt Nam mình ít chuộng hơn so với chiếc xe Toyota Camry. Nhưng để mà đi thì quý vị bạn mới biết được là những chiếc xe Nissan Tiana này đi mới thích ạ. Vì sao tôi lại nói đi mới thích? Cùng thể tích làm việc,
động cơ 2.0 thôi, nhưng ở cái khung gầm thân vỏ của hãng Nissan rất là dày quý bạn ạ. Phải những người nào đi rồi thì sẽ hiểu, rất là dày cho nên thân vỏ nó dày, xe xác xe nó nặng nhưng đi rất là đầm, rất là chắc quý bạn nhé. Đấy, vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Tiana 2009 nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới chúng tôi mua về là chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này đây ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.